xin chào toàn thể anh em, em xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng tất cả mọi người lại quay trở lại với video mới nhất của em nhé mọi người ơi. Thì hôm nay em sẽ lên cho mọi người hai em mã khiếu đây mọi người. Đây, cả hai con này thì chim đều là chim của vụ năm ngoái nhé mọi người nhá. Gọi là chim truyền như truyền của vụ năm ngoái thôi. Đó, chim thì rất là to. Và đuôi và lông thì con này, hai con này gần như là gần cùng hoàn thiện rồi. Đó, lông đuôi, nhất là lông đuôi cái con mà đang múa cánh á, cái con lông mượt mượt á, con đó là lông đuôi là gần hoàn thiện rồi nhá. Còn cái con mà đuôi mà đang hot đây này, đấy, con này thì chưa hoàn thiện hẳn đấy. Đuôi nó còn như vẫn còn như kiểu đuôi tầng đấy mọi người thấy không? Cái ngắn cái dài đấy. Đó, hot thì em đang đứng nói chuyện đây nhưng vẫn hot, hot như điên nhá mọi người nhá. Con đấy thì có vẻ là chim non hơn là con bên kia thì chim già hơn một xíu. Con bên kia thì đang có cả nó hót và giọng lớ lớ sang bắt cô chơi cột nhá, cái con bên kia kìa. Nhưng mà con bên đấy rất tiếc là nó lại bị gãy một cái móng sau mọi người ạ. Đó, nó hót bắt cô chơi cột ấy. Em ghi là con đấy bị gãy mất cái móng sau bữa lấy về, nó nhảy thế là nó bị gãy mất cái móng sau. Con đấy thì quá đẹp mọi người nha, vẫn hót như điên mọi người. Đây nhá mọi người, cái con mà nó bị gãy mất cái móng sau đấy, đấy nó hót. Con đấy thì lông lá đẹp mượt mọi người ạ. Con đấy thì gần hoàn thiện rồi. Nhìn con đấy đuôi chơi là đuôi xòe nhá. Đấy, miệng chép chép mọi người thấy không? Con đấy nếu mà sung lên là con đấy là bung cánh chơi rồi mọi người. Vừa nay nó đã bung cánh ra một ít rồi nhá. Đấy, bắt cô chơi cột, chơi cột, chơi cột luôn. Đó. Nghe vừa nay nghe được nó câu nó hót là bắt cô chơi cột, chơi cột, chơi cột luôn. Đấy, để cho nó hót xem mọi người nhé. Đấy, bắt cô chói cột, chói cột, chói cột luôn. Đấy mọi người thấy không? Đây con này nhá. Đấy, các bác hoặc anh em nào mua con đấy thì về nghe hót. Nghe hót thì ok thôi. Chứ còn nếu mà chơi hoặc ấy thì con đấy thì nó bị gãy mất móng sau rồi mọi người nhá. Đấy là em báo trước cho mọi người. Con này thì nó gãy mất móng sau. Con này nếu mà không gãy móng sau thì con này thì giá cùng tầm 2 triệu mọi người ạ. Nhưng mà nó gãy mất móng sau thì em để giá 1 triệu rưỡi mọi người nha. Đuôi bản xòe, hót, xòe. Đấy, ngoảnh quay lại đây mọi người. Khá đẹp. Đấy, ngoảnh lại là đấy, lúc nãy nó sung lên nó bung cánh ra nó chơi mọi người. Nếu về mọi người mà chăm tốt, đang trong thời kỳ thay lông như này, mà chăm tốt, mồi tươi các thứ, phơi nắng tắm tát nữa là con này em đảm bảo với mọi người bung cánh xòe chơi nhá, đuôi chơi và cánh bung ra chơi và đuôi xòe nhá mọi người, hót là xòe đuôi luôn đấy mọi người thấy không, bộ to dài đẹp đấy, con này mỏ to mỏ dài vừa vừa, con này khá đẹp đấy, mẫu dài nhìn trường chim rất là trường chim, dáng đứng rất cao cầu mọi người, con đấy khá là đẹp, lông lá thì rất mượt mà bộ to, rất tiếc là nó bị gãy mất cái móng sau. Hot thì rất nhiều giọng mọi người. Con đấy thì em để giá cho mọi người là 1 triệu rưỡi mọi người nha. Con đấy nếu mà nó không gây móng thì con đấy nó tầm 2 triệu mọi người ạ. Con đấy nó đang bung cánh ra chơi rồi, chim đang hoàn thiện lông rồi. Còn cái con bên này thì lông còn như mọi người thấy này, lông nó cái lông ngực với lông cánh nó vẫn chưa hoàn thiện. Và lông đuôi thì nó đuôi ra đuôi tầng đây mọi người, chưa hoàn thiện lắm. Đấy, hot rồi, cũng chơi nhấp cánh, nhấp đuôi cũng có nhấp rồi nha. Con này là chim tơ này. Con này chim tơ. Đó, con đấy thì, con này thì chim tơ hơn mọi người nhá. Con này tơ này, con kia già hơn này. Đấy mọi người, đó, con kia thì đẹp. Lông lá mượt đẹp hơn, nó thay lông gần hoàn thiện này cho nên là nó đẹp hơn. Con này thì mới và con này là chim tơ hơn. Con này chim tơ mọi người nhìn lông của nó là biết à. Lông có nhiều cái nó vẫn còn vàng vàng. Nó là chim tơ, chim truyền thì nhiều khi nó mong mỏ, nó chơi nhanh và dạn hơn. Con này thì đẹp. Đấy, con này thì em cũng để giá cho mọi người là 1.650.000 mọi người nha. 1.650.000 con này. Hot rồi nha mọi người, hàng chuẩn chống, có hai con thôi. Đấy, anh em và các bác nào mua thì liên hệ em nha. Hai em, con kia thì hot nhiều này. Rồi, con đấy về có vẻ là... Đấy. Chói cột, chói cột, chói cột đấy mọi người, thấy nghe nó hót đấy không? Chói. Chói cột, chói cột, chói cột. Ý, mỏ chép 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 chép. Những cái con mà nó cứ hót mà kiểu chép 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 cái mỏ là những con ấy cực kỳ sau này về nhạy mỏ và nhà mau hót và hay hót mọi người.
Đấy, con này đúng 1,5 triệu thì em bán mọi người nha. Con này tiếc cái chìm gió hay mà lại tiếc cái gãy mất cái móng sau. Con này thì bộ dài đẹp lắm mọi người, lông lá mượt luôn. Con này lông lá mượt đẹp luôn mọi người nha. Con này đẹp cực kỳ luôn. Đó. Đứng đây mà nó cứ hót như điên mọi người ạ. Hót. Đây là nó chưa có lửa mấy mọi người nha, chim còn đang thay lông ấy. Đấy mọi người thấy không? Chói cột đấy phải không? Hót bắt cô chói cột. Đó. Rồi ai mà ưng được em nào thì liên hệ em nhé. Nay em lên được cho mọi người hai em chiếu bạc má hàng Cao Bằng. Chiếu Cao Bằng mọi người nhé, chứ không phải chiếu hàng Gia Lai. Hàng Gia Lai thì khác. Đó. Đây. Mọi người cứ để ý nhé. Con này thì khá đẹp đấy. Dáng cao cầu cho mọi người. Đấy, má cũng được. Ấy. Đó. Cánh đuôi đưa lên oánh đấy. Con này mà đảm bảo với các bác anh em, con này mà sung, con này về mà chăm tốt mà sung, con này bùng cánh là trời ác lắm này. Đuôi xòe nhá mọi người, đuôi xòe mà đuôi đang ra gần xong rồi, con này đuôi xong nữa thì xòe ra thì khá là đẹp, đuôi như cái quạt luôn, em đảm bảo mọi người là xòe đuôi như cái quạt nan luôn. Còn con này thì nó mới thôi, nó mới đang thay lông mạnh cho nên là hơi yếu lửa mọi người. Đây, hơi yếu lửa. Hót rồi đấy, vừa nãy hót cùng chơi cùng bung cánh bung đuôi, bung nhấp cánh nhấp đuôi chơi cùng ác đấy, nhưng mà hơi yếu lửa, đuôi vẫn còn đuôi tầng lắm mọi người. Nhiều. Rồi, chim cò hôm nay em chỉ có hai em này lên sóng cho mọi người. Ai ưng được em nào thì alo cho em nhá.